Chúng ta bố trí thí nghiệm này như sau. Giả sử tôi đang cần đo vận tốc tức thời tại một thời điểm nào đó trên quỹ đạo của một chiếc xe. Trước hết, ta tác dụng lên xe một lực nhờ quả nặng treo vào sợi dây vắt qua dòng dọc, giữ xe ở đầu điện khí, sau đó buông tay thì dưới tác dụng của quả nặng xe sẽ chuyển động nhanh dần. Cho đến khi quả nặng chạm vào giá đỡ, dây bị trùng, bắt đầu từ đây xe sẽ chuyển động đều. Như vậy, vận tốc tức thời của vật tại vị trí này chính là vận tốc của chuyển động đều của nó trong quãng đường còn lại. Để đo vận tốc tức thời tại đây rất đơn giản, ta chỉ cần đo vận tốc của chuyển động đều của xe trong quãng đường sau nhờ đồng hồ. Sau đây chúng ta quan sát thí nghiệm. Chúng ta bật đồng hồ chế độ hoạt động S1. Sau đó buông tay. Đồng hồ chỉ cấp nhận nhịp số 13 với thang đo 10 mili giây. Như vậy là thời gian đồng hồ đo được là 130 mili giây, tương ứng với quãng đường mà xe đi được bằng chiều dài của tầm cảnh quan. Lấy chiều dài là quãng đường chia cho thời gian ta được vận tốc của chuyển động đều như sau. Đó cũng chính là vận tốc tức thời của chúng ta đã xác định. Với cách làm như trên thì chúng ta có thể bố trí thí nghiệm để đo được vận tốc tức thời của vật ở bất cứ điểm nào trên quỹ đạo của nó. Muốn đo vận tốc tức thời tại điểm nào, ta chỉ cần bố trí thí nghiệm để sao cho bắt đầu từ đó thì quả nặng sẽ chạm vào giá đỡ. Thí dụ, bây giờ tôi muốn đo vận tốc tức thời của vật ở một vị trí khác, ta cần phải thay đổi cái giá đỡ. Chẳng hạn như tôi hạ cấp giá đỡ xuống. Nếu tôi để giá đỡ như thế này thì với cách làm như trên ta sẽ có thể đo được vận tốc tức thời của vật tại vị trí trên quỹ đạo như đây, bố trí đây. Chẳng hạn ta lấy mốc là đầu của xe thì đây chính là vị trí 53. Và bây giờ chúng ta tiến hành thí nghiệm để xác định vận tốc đó. Tôi lại đặt cái cửa quang điện trên quãng đường phía sau của xe, bật công tắc máy thổi khí, tôi đưa cho xe trở lại đầu điện khí này, bật đồng hồ. Lần này tôi chọn thang đo là 1 mili giây. Chúng ta quan sát thí nghiệm. Như vậy đồng hồ đã đo được 113 mili giây. Quãng đường vật đi là chiều dài của thanh vận tay. Ta lấy chiều dài chia cho 113 mili giây sẽ ra vận tốc tức thời của vật tại cái điểm của